Church. Xin chào tất cả quý vị. Dạ, sáng nay mình vắng một nửa số, khoảng hơn một nửa số người ha quý vị. Ngoài trời thì tuyết đang rơi. Thì rất vui là chúng ta được đến đây và chúng ta sẽ cùng dành thời giờ này để thờ phượng Chúa. Chúng ta vắng một nửa số người có nghĩa là mỗi người chúng ta sẽ phải hát lớn gấp đôi. Quý vị có đồng ý không ạ? Chúng ta hãy hát lớn hơn gấp đôi để chúng ta thờ phượng Chúa chúng ta. This morning it's snowing outside, and we welcome you here. You are strong worshipers. Let's sing louder. We have probably have half the people here today. That means you're gonna have to sing twice as loud to the Lord. And this morning, có một hiện thị muốn thông báo là sau giờ nhóm thì các anh em trong nghe một buổi tiếng Anh sẽ ở lại và có clean up phòng phòng ăn. Nếu quý vị nào có thể thì chúng ta ở lại cùng giúp đỡ với anh em. Nhưng mà ngoài trời thì tuyết đang rơi. Nếu quý vị nào ngại đường tuyết thì xin quý vị có thể ra về sớm sau giờ thờ phượng hoặc là sau giờ trường chủ nhật để chúng ta giữ an toàn. After church today, the English ministry will help with cleaning the kitchen. If you can stay back. Please stay and help out. But it's snowing outside, so if you don't feel comfortable driving in the snow, we encourage that you go home after the service or after Sunday school. Còn vào một tháng nữa thì chúng ta sẽ có chương trình Tết, quý vị. Quý vị có thấy nôn nóng chưa? Có ai thấy nôn nóng Tết chưa? Yeah. Mới thực ra đối với hiện thì mới vừa tổ chức Tết xong thì lại sắp sửa tới Tết nữa. Hy vọng là chúng ta sẽ năm nay thì nó sẽ khác với lại năm ngoái nữa. Năm ngoái ta vừa tổ chức Tết xong là COVID không quý vị. Thì năm nay thì hy vọng là chúng ta sẽ có một cái Tết vui hơn và hy vọng là cái cơn dịch này nó sẽ qua trong năm 2021 này. We gonna celebrate the Vietnamese New Year or the Lunar New Year in the 14th of February. It's gonna be on Sunday, 14th of February. Hopefully, this year we're gonna start a new year, 2021. With more blessing, more health, more safe compared to 2020. And I'm hoping that COVID the pandemic will be going to the end, going into the 2021 year. At this moment, if you can, please stand up, and we worship the Lord as. As we said, we're gonna sing louder, twice as loud as you can to the Lord, because we have, less people here this morning. Chúng ta sẽ hát lớn gấp đôi, hả vị? Hát lớn gấp đôi, nếu vị hát lớn tiếng, và chúng ta sẽ cùng thờ phượng Chúa chúng ta. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa, tôi đứng Chúa trời. Thank you.
suy nhiều, cha sai con sáng thế chiều che, Chúa chẳng tin con, làm sao gạt cho tôi rồi? Ôi lần sâu rộng, xưa tôi đâu nghĩ đến giường ấy, Chúa trên thuyền tuôn. Xin thuận theo ý ngài, mọi vinh hoa trên
sâu vô nghĩa trong vinh quang thiên thượng. Lòng con tôn kính Cha, con yêu mến Ngài mãi. Nguyện dâng trọn đời con thank you.
trong lòng con, Chúa ơi, ngày giờ này. Worship God, and we live to worship Him. And I can feel the sweetness, the goodness, and the peace from the Lord during the worship time this morning. Cảm ơn Chúa. Vâng, chính chúng ta sống để chúng ta thờ phượng Chúa và chúng ta yêu quý sự thờ phượng của Ngài. Và tôi tin rằng buổi sáng ngày hôm nay, tất cả chúng ta đều cảm nhận được sự ngọt ngào, sự bình an và cũng như là sự tốt lành của Chúa trong thời gian thờ phượng. Cảm ơn Chúa và cảm ơn bài thờ phượng. At this time, those who would like to listen from English message, you can follow Pastor Dan to the fellowship hall right now. Kính thưa gia đình hội thánh, cùng quý thân hữu thân mến, thưa quý vị, có một vật dụng mà nó dường như là không thể thiếu trong gia đình chúng ta, và chúng ta đã sử dụng nó trước khi chúng ta đến trong đền thánh này. Vật dụng này có thể nói là vật dụng rất là hữu ích và cần thiết trong gia đình của chúng ta. Nó có thể giúp cho chúng ta từ một người lượm thượm trở thành một người lịch lãm. Nó có thể giúp cho chúng ta, nó có thể giúp cho cái không gian sống của chúng ta được tươi sáng hơn và được nhìn một cách rộng rãi hơn. Và hơn thế nữa, cái một gọi là cái tính năng tối ưu của nó đó chính là nó phản ánh cái thực trạng hay là cái thực tế, cái bề ngoài của chúng ta, để chúng ta qua đó có thể cải thiện hay là làm cho bề ngoài của chúng ta được trở nên tốt đẹp hơn. Và tôi tin rằng nói đến đây thì chắc chắn quý vị có thể đoán được nó là cái gì rồi, đúng không ạ? Và đó chính là cái gương, hay nhiều người gọi là chiếc gương ở trong nhà của chúng ta. Và mỗi người trong chúng ta ở đây á, thì tôi tin rằng mỗi nhà đều có ít nhất là một cái, thậm chí là có nhiều nhà có nhiều cái gương. Và cái công dụng của cái gương á, là cái gương nó phản chiếu ánh sáng rất là tốt, cho nên nó sẽ làm tăng cái ánh sáng trong nhà của chúng ta. Và đối với lại những nhà mà có những cái phòng nhỏ hẹp á, thì chúng ta cái việc mà lắp nhiều cái gương á, nó sẽ làm cho chúng ta nhìn căn phòng nó rộng rãi hơn. Và cái công dụng gọi là tối ưu của nó đó chính là nó bày tỏ cho chúng ta thấy được những cái khuyết điểm, những cái điều mà gọi là cần phải được chỉnh sửa ở trên cái gương mặt chúng ta hay là cái thân thể chúng ta. Qua đó chúng ta có thể biết cách chỉnh sửa như thế nào hay là cái mức độ nào để cho nó phù hợp và nó đẹp đẽ trên đời sống của chúng ta. Và đó là cái công dụng của cái gương, nó đem đến cái sự tốt đẹp, tươi đẹp ở bên ngoài của chúng ta.
Và như là tuần trước tôi có nói, tôi có chia sẻ, đó là con người của chúng ta luôn tồn tại hai khía cạnh, bên trong và bên ngoài. Khi mà chúng ta gọi là chiếc gương thì nó có thể bày tỏ cái sự bên ngoài của chúng ta và chúng ta có thể nhờ đó cải thiện được. Nhưng mà còn bên trong của chúng ta nó cũng cần được cải thiện, nó cũng cần được tốt đẹp hơn, bởi vì chúng ta nhận biết được rằng không ai trong chúng ta đang ở cái trạng thái trọn vẹn hay là hoàn hảo cả. Nhưng mà chúng ta đều biết rằng chúng ta cần phải được hoàn thiện hơn, tốt đẹp hơn để trở nên đẹp lòng Chúa. Như vậy, câu hỏi được đặt ra ở đây đó chính là có cái chiếc gương nào hay là có cái điều gì đó khiến cho chúng ta có thể thấy được cái con người bên trong của chúng ta nó đang ở cái trạng thái như thế nào, nó đang cần phải được chỉnh sửa như thế nào và nó đang cần phải được hoàn thiện, cải thiện để tốt đẹp hơn. Và tin vui cho chúng ta, câu trả lời đó chính là có. Để biết chiếc gương cho con người bên trong của chúng ta là gì, xin mời gia đình Hội Thánh chúng ta cùng nhau mở ra trong sách Gia Cơ đoạn 1 từ câu 19 cho đến câu số 25. Tôi xin mời gia đình Hội Thánh chúng ta cùng nhau đứng lên và đọc lời Chúa. Tôi xin phép đọc lời Chúa ở trong sách Gia Cơ đoạn 1 từ câu 19 đến câu số 25. Thưa anh em yêu dấu của tôi, anh em phải biết điều này. Mọi người đều phải mau nghe, chậm nói, chậm giận, vì cơn giận của loài người không thực hiện sự công chính của Đức Chúa Trời. Vậy hãy loại bỏ mọi điều ô uế và gian ác đang lan tràn, lấy lòng nhu mì tiếp nhận lời đã trồng trong anh em là lời có thể cứu chuộc linh hồn anh em. Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì nếu người nào nghe lời mà không làm theo thì giống như người kia soi mặt mình trong gương, ngắm rồi bỏ đi và quên ngay mặt mình như thế nào. Nhưng người nào xem kỹ càng luật pháp toàn hảo này là luật pháp đem lại sự tự do và bền tâm suy xét, không phải chỉ nghe rồi quên đi, nhưng thực hành luật đó thì sẽ được phước trong công việc mình. Xin mời gia đình Thánh chúng ta cùng ngồi xuống nào. Tôi xin phép được lặp lại hay là nhấn mạnh từ câu số 23 đến câu số 24. Vì nếu người nào nghe lời mà không làm theo thì giống như người kia soi mặt mình trong gương, ngắm rồi bỏ đi, quên ngay mặt mình như thế nào. Ở trong phương đoạn Kinh Thánh này, đặc biệt là ở trong câu số 23 và câu số 24 tôi vừa lặp lại một lần nữa, thì sứ đồ Gia Cơ cho chúng ta thấy được một cái lẽ thật, hay là sứ đồ Gia Cơ so sánh cái việc mà một người đứng trước gương và thấy cái khuyết điểm của mình rồi không chỉnh sửa gì hết, bỏ đi, nó cũng giống như là việc một người đến với lại lời hay là nghe lời nhưng mà không làm theo những gì mình đã nghe và bỏ đi. Như vậy chúng ta có thể suy ngược lại một chút xíu, đó là đối với lại những người nghe lời và làm theo thì giống như là những người đứng trước gương, thấy được cái khuyết điểm của mình, thấy được những cái điểm mà mình cần phải chỉnh sửa và làm theo chỉnh sửa những cái điều đó. Như vậy thì ở đây chúng ta nghe gì, chúng ta làm gì để cho cái đời sống bên trong của chúng ta nó được cải thiện hơn, được tốt đẹp hơn, và chúng ta nghe như thế nào, chúng ta làm như thế nào. Và cái câu hỏi cuối cùng đó chính là có cái ích lợi gì cho cái việc nghe và làm theo lời này hay không. Thì buổi sáng ngày hôm nay, chủ đề mà tôi muốn chia sẻ với lại gia đình Hội Thánh đó chính là nghe và làm. Ở trong sách Gia Cơ từ đoạn 1 từ câu 19 đến câu số 25, chúng ta sẽ nghiên cứu lời Chúa với nhau và chúng ta sẽ tìm ra cái câu trả lời cho những cái câu hỏi vừa rồi. Đầu tiên chúng ta đi vào phần thứ nhất, đó là nghe. Ở đây cái chữ nghe được lặp đi lặp lại tới 4 lần. Như vậy nó hẳn là quan trọng. Và cái chữ lời cũng được lặp đi lặp lại 4 lần ở trong cái phân đoạn Kinh Thánh này. Như vậy nghe lời gì? Để biết nghe lời gì, chúng ta cùng nhau đi lên cái câu trên cái phân đoạn Kinh Thánh này một chút, cũng nằm ở trong đoạn 1. Tôi xin phép được đọc. Ngài đã dùng lời chân lý xin chúng ta theo ý định của Ngài, để chúng ta trở thành một loại trái đầu mùa trong các tạo vật của Ngài. Như vậy, sứ đồ Gia Cơ đang nói ở trong cái mạch văn này, hay là sứ đồ Gia Cơ đang giới thiệu với lại các tín hữu cũng như là chúng ta rằng đây là lời chân lý. Lời chân lý có nghĩa là lời của Đức Chúa Trời, và hay nói cách khác đó là lời trong Thánh Kinh. Như vậy, sứ đồ Gia Cơ giới thiệu với chúng ta về lời chân lý, và sau đó từ câu 19 đến câu số 25, ông đưa ra cho chúng ta những cái điều mà chúng ta cần phải đáp ứng với lại lời chân lý này, đó chính là chúng ta nghe lời và làm theo lời. Như vậy, nếu như điều đó vẫn chưa đủ, thì ở trong câu số 25, chúng ta thấy được rằng
Nhưng người nào xem xét kỹ càng luật pháp toàn hảo này, đang nói về lời Chúa, là luật pháp đem lại sự tự do và bền. Tâm suy xét không phải chỉ nghe, đang nói về việc nghe lời Chúa. Như vậy, điều mà chúng ta nên nghe ở đây, hay là điều mà sứ đồ Gia Cơ đang nói đến cái việc mà chúng ta cần phải nghe, đó chính là lời Chúa, hay là lời chân lý, hay nói cách khác là những điều nó liên quan hay là nó có nền tảng xuất phát từ lời Chúa thì chúng ta nên nghe. Và câu hỏi thứ hai đó chính là nghe như thế nào? Ở trong câu số 19 tôi xin phép được đọc: Thưa anh em yêu dấu của tôi, anh em phải biết điều này. Cái chữ phải biết nó có nghĩa là một mệnh lệnh hay là mạng lệnh. Ở trong bản dịch hiện đại thì nói rằng anh em nên ghi nhớ điều này. Cái chữ ghi nhớ nó mạnh mẽ hơn là cái chữ phải biết. Như vậy điều này là điều nào? Là những điều được nói tiếp theo sau. Và ở đây sứ đồ Gia Cơ muốn nói rằng anh em nên lắng nghe, anh em nên ghi tâm khắc cốt những cái điều này. Hay nói cách khác, anh em nên nghe bằng tâm trí. Cái chữ nghe ở trong cái phần đoạn Kinh Thánh này á, được dịch ra ở trong tiếng Hy Lạp thì nó có nghĩa là nghe một cách tập trung, nghe như là nghe một vị gọi là diễn giả tài ba diễn thuyết, nghe một cách gọi là tập trung tâm trí để mà nghe một cách hết lòng, nghe không chỉ nghe bằng lỗ tai này mà thôi, nhưng mà nghe bằng cái tâm trí của chúng ta. Và khi mà tôi học trường Kinh Thánh ở tại Philippines cũng như là cái trường Kinh Thánh ở tại Mỹ này á, thì tôi thấy có một cái điều trùng hợp á, đó là tôi được học cái môn rất là hay, rất là thú vị, đó là cái môn gọi là thực hành cái việc lắng nghe. Và cái môn đó gọi là cái giờ thực hành đó, đó đại khái là như vậy. Đó chính là chúng ta sẽ chọn ra hai người, và hai người này thì một người nói và một người nghe. Nhưng mà cái điểm đặc biệt hay là cái điểm khó, cái độ thách thức ở đây á, đó chính là cái người này sẽ nói tới một tiếng đồng hồ, còn cái người này phải ngồi nghe một tiếng đồng hồ. Và thú thật với lại gia đình Hội Thánh, đó là khi mà tôi ở trong cái giờ thực hành đó, thì có những giây phút tôi cảm thấy buồn ngủ, có những giây phút tôi cảm thấy mất tập trung, có những giây phút tôi cảm thấy muốn làm cái gì đó, muốn đáp trả lại, muốn nói lại. Nhưng mà bởi vì cái yêu cầu của cái giờ thực hành đó chính là phải im lặng, phải lắng nghe. Và đặc biệt rằng sau cái một tiếng lắng nghe đó, tôi phải đưa ra được cái nội dung của cái người nói là gì, hay là những cái điểm chính yếu của cái người nói là gì. Và thật sự nó khó chứ nó không có dễ. Và nhưng mà cảm ơn Chúa thì sau cái giờ đó, tôi cảm thấy rằng cái độ tập trung của tôi khi mà tôi lắng nghe ai đó nó gia tăng hơn một chút xíu. Và khi mà đến trường tại Mỹ này cũng vậy, tôi cũng được học một lần nữa. Chắc có lẽ là vì nghe chưa có tốt cho nên là phải học thêm một lần nữa. Và tôi cảm thấy rằng cái sự gọi là cái việc nghe nó rất là quan trọng, đặc biệt là lắng nghe lời Chúa. Còn đó là tiếng Hy Lạp. Còn ở trong tiếng Hebrew, cái chữ nghe này nó rất là hay. Nó là cái chữ Shema. Thì cái chữ nghe này á, nó bao gồm tới hai hành động lận. Hành động thứ nhất là hành động nghe. Hành động thứ hai là hành động vâng phục hay là làm theo. Và thật sự đó, đây là một cái điểm tuyệt vời ở trong cái ngôn ngữ học mà chúng ta học về cái ngôn ngữ của tiếng Hebrew. Nhưng mà bên cạnh đó tôi cũng phát hiện ra là tiếng Việt của mình nó cũng có một cái điểm hay giống như vậy, tương đồng như vậy. Đó chính là cái chữ nghe lời hay là cái chữ vâng lời. Nó cũng bày tỏ, mặc dù là một chữ, nhưng mà nó bày tỏ hai cái hành động, vừa nghe vừa làm theo. Ví dụ như là chúng ta thấy một đứa nhỏ, khi mà chúng ta khen nó là cái đứa nhỏ này nó nghe lời lắm, có nghĩa là chúng ta đang nói nó biết nghe và biết làm theo. Như vậy làm theo những gì, thì chúng ta sẽ đi qua cái phần thứ hai, qua cái phần thứ ba, đó chính là làm những gì. Khi chúng ta đến với lời Chúa, chúng ta nghe lời Chúa, thì chúng ta có cái sự nhận thức về lời Chúa. Ở trong câu số 19, cái chữ phải biết nó cũng có nghĩa là cái sự nhận thức những điều gì. Khi chúng ta đến với lại chiếc gương thuộc thể đó, thì chúng ta thấy được cái bề ngoài thuộc thể của chúng ta. Chiếc gương này nó bày tỏ cho chúng ta hay là nó cho chúng ta cái nhận thức về cái bề ngoài, cái thuộc thể của chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta đến với lại lời Chúa đó, chúng ta nhận thức nhiều hơn là cái phần thuộc thể. Chúng ta nhận thức đến ba phần trong con người của chúng ta: phần thuộc thể, phần tâm hồn và phần tâm linh hay là tấm lòng của chúng ta. Có nghĩa là lời Chúa cho chúng ta nhận thức được những cái khuyết điểm, những cái điều chúng ta cần phải chỉnh sửa trong ba phần con người của chúng ta. Phần thứ nhất là phần thân thể. Sứ đồ Gia Cơ nói rằng mọi người đều phải mau nghe, chậm nói. Nghe thì bằng lỗ tai,
nói thì bằng miệng. Cho nên đây là đại diện cho cái phần thuộc thể. Có nhiều mục sư dùng cái câu này hay là dùng cái điều này để mà chia sẻ cái câu kinh thánh này rất là hay và rất là tuyệt vời. Tôi cũng muốn chia sẻ lại cho gia đình hội thánh. Đó chính là Chúa tạo nên chúng ta có mấy cái lỗ tai ạ? Có 2 cái lỗ tai. Có bao nhiêu cái miệng ạ? Có 1 cái miệng. Như vậy, sứ điệp mà Chúa muốn nói với chúng ta đó, đó chính là chúng ta hãy nghe gấp đôi và nói ít lại. Và ở trong khi mà chúng ta đến với lại chiếc gương á, thì chiếc gương nó soi cho, nó bày tỏ cho chúng ta, nó cho chúng ta cái nhận thức về cái tình trạng hiện tại của chúng ta mà thôi. Nhưng mà khi chúng ta đến với lại lời Chúa đó, thì lời Chúa không chỉ cho chúng ta thấy được cái gọi là những cái khuyết điểm hiện tại, mà lời Chúa cũng cho chúng ta thấy được những cái kết quả trong tương lai nếu như chúng ta làm theo lời Chúa, làm theo những chỉ dẫn trong lời Chúa, hoặc những cái kết quả trong tương lai nếu như chúng ta không làm theo lời Chúa. Ở trong Châm Ngôn đoạn số 10 câu số 19, lời Chúa nói rằng: hễ lắm lời vi phạm nào có thiếu, nhưng ai cầm giữ môi miệng là người khôn ngoan. Ở đây, ở trong sách Gia Cơ đó thì nói rằng ít nói, ở trong bản dịch hiện đại thì nói là ít nói, ở trong bản dịch này thì nói là chậm nói. Có nghĩa là khuyên chúng ta nên ít nói lại, nên ít gọi là nên chậm nói lại. Và đó là cho chúng ta thấy được cái khuyết điểm gọi là trong cái thì hiện tại của chúng ta. Nhưng mà ở trong Châm Ngôn thì cho chúng ta thấy được cái tương lai của chúng ta. Nếu như chúng ta nói nhiều, hễ lắm lời thì sẽ gây ra vi phạm, sẽ gây ra những cái điều vấp phạm. Nhưng nếu như chúng ta chỉnh sửa, chúng ta thấy được cái khuyết điểm của mình và chúng ta chỉnh sửa đó, chúng ta gìn giữ môi miệng mình, thì lời Chúa cũng trong Châm Ngôn cũng cho chúng ta thấy được rằng hễ ai cầm, nhưng mà ai cầm giữ môi miệng là người khôn ngoan. Khi chúng ta gìn giữ môi miệng, chúng ta được kể là người khôn ngoan. Ở trong Gia Cơ đoạn 3 câu số 2 cũng nói rằng: tất cả chúng ta đều vấp phạm nhiều cách, ai không vấp phạm trong lời nói là người trọn vẹn. Như vậy chúng ta thấy được rằng khi chúng ta kiềm giữ môi miệng mình, chúng ta đang đi tới cái mức độ trọn vẹn trong đời sống của chúng ta. Và đó là cái điều về thuộc thể, cái phần về thuộc thể. Còn cái phần thứ hai là cái phần về tâm hồn. Sứ đồ Gia Cơ khuyên chúng ta rằng chậm giận, vì cơn giận loài người không thực hiện sự công chính của Đức Chúa Trời. Như vậy, ở đây cái sự giận á, nó thuộc về cảm xúc, và cảm xúc thì nó thuộc về tâm hồn của chúng ta. Và sứ đồ Gia Cơ khuyên rằng chúng ta không nên giận, chúng ta chậm giận. Nhưng mà bản dịch hiện đại thì nói rằng chúng ta không nên giận, đừng giận. Bởi vì trong cái sự giận của chúng ta, nó không có thực hiện hay là nó không có bày tỏ cái sự công chính của Đức Chúa Trời. Và hễ điều gì không thực hiện, không bày tỏ sự công chính của Đức Trời, thì nó cũng không bày tỏ vinh hiển của Ngài. Mà chúng ta được kêu gọi để sống và bày tỏ ra vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và phần thứ ba mà chiếc gương cho chúng ta có cái sự nhận thức về con người của chúng ta, đó chính là phần tâm hồn, phần tâm linh hay là tấm lòng của chúng ta. Trong câu số 20-21 nói rằng: vậy hãy loại bỏ mọi điều ô uế và gian ác đang lan tràn. Cái chữ hãy nó bày tỏ cái mạng lệnh hay là cái mệnh lệnh ở đây. Và cái sự gian ác hay là cái sự ô uế đó thì nó xuất phát từ tấm lòng. Tại sao tôi nói như vậy? Ở trong sách Jeremy đoạn 17 câu số 9 nói rằng: lòng người ta là dối trá hơn muôn vật và rất xấu xa. Còn ở trong sách Mác đoạn 7 từ câu số 21 đến câu số 23, Chúa Giêsu bày tỏ rằng cái sự ô uế nó không phải từ bên ngoài, nhưng mà nó xuất phát từ tấm lòng của con người. Và cái sự gian ác xấu xa, những cái dục vọng, những cái điều đồi bại, nó xuất phát từ bên trong tấm lòng của con người. Như vậy chúng ta hãy loại bỏ những cái điều đó đi. Chúng ta nhận thức được rằng khi chúng ta đến với lời Chúa cho chúng ta thấy được cái sự nhận thức về thân thể bên ngoài của chúng ta, những cái khuyết điểm, những cái điều chúng ta cần phải chỉnh sửa, rồi những cái điều khuyết điểm ở bên trong tâm hồn của chúng ta và bên trong tấm lòng của chúng ta nữa. Đó là cái điều thứ nhất chúng ta cần phải làm, đó là cái sự nhận thức. Và cái điều thứ hai chúng ta cần làm, đó chính là chúng ta tiếp nhận lời đã trồng. Ở trong câu số 21 phần B: lấy lòng nhu mì tiếp nhận lời đã trồng trong anh em là lời có thể cứu chuộc linh hồn anh em. Cái chữ tiếp nhận này, sứ đồ Gia Cơ muốn nói với chúng ta rằng chúng ta khi nghe lời Chúa, khi nhận thức về những cái khuyết điểm của mình, về những cái điều chúng ta cần phải chỉnh sửa, thì chúng ta hãy vui lòng hay là mở lòng ra để mà đón nhận, tiếp nhận
lời chân lý của Chúa vào trong lòng của chúng ta, và để lời đó có cơ hội được đâm rễ vào trong lòng của chúng ta. Và làm thế nào để lời Chúa đâm rễ vào lòng của chúng ta? Chúng ta sẽ đi qua bên đến cái phần thứ ba, đó chính là chúng ta làm theo lời Chúa. Ở trong câu số 22 trở đi, hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì nếu người nào nghe lời mà không làm theo, thì giống như người kia soi mặt mình trong gương, ngắm rồi bỏ đi và quên ngay mặt mình như thế nào. Tôi tin rằng tất cả chúng ta ở đây ai cũng từng trải qua thời kỳ gọi là học sinh. Và trong chúng ta ít nhiều gì chúng ta đều có ít nhất là một vị cho đến hai vị giáo viên ưu tú, hay là giáo viên dạy giỏi, giáo viên dạy hay mà chúng ta rất là thích nghe. Nhưng mà chúng ta phải thừa nhận một điều rằng cái việc thích nghe giáo viên đó dạy nó chưa có đủ để biến chúng ta trở thành một học sinh giỏi. Nhưng mà chúng ta cần phải kết hợp, đó là chúng ta thực hành những gì vị giáo sư đó dạy thì chúng ta mới có thể trở thành một học sinh giỏi trong cái bộ môn đó. Ở đây sứ đồ Gia Cơ cũng vậy, cũng muốn chia sẻ với chúng ta một cái lẽ thật, đó chính là khi chúng ta đến với lời Chúa, chúng ta nghe lời Chúa, chúng ta gọi là dành thời gian với lời Chúa và rất là vui thích về những cái lẽ thật trong lời Chúa, thì chúng ta cũng phải làm theo lời Chúa. Và đây là một mạng lệnh, và sứ đồ Gia Cơ gọi là để thêm tính thuyết phục cho cái mệnh lệnh này, thì sứ đồ Gia Cơ đưa ra cho chúng ta một cái minh họa, một cái ví dụ rất là thú vị. Cái ví dụ đó là chiếc gương. Và chúng ta thử tưởng tượng một người sau một đêm dài ngủ nghỉ và thức dậy vào buổi sáng sớm, và người này đến trước gương, người này nhận thấy được rằng ô, tóc mình bù xù quá, mình cần phải chải lại, và râu mình mọc lởm chởm, mình cần phải cạo đi, và mặt mình có nhiều vết dơ, mình cần phải rửa sạch đi. Người này thấy được những cái nhu cầu đó, nhưng mà rồi người này bỏ đi, không có thay đổi gì hết, và cứ thế giữ cái bộ dạng như vậy đi đến nơi làm việc. Chúng ta tin rằng người này sẽ gặp rất là rắc rối ở tại cái nơi làm việc của anh ta, đúng không ạ? Thì sứ đồ Gia Cơ cũng so sánh những cái người mà đến với lời Chúa, lắng nghe lời Chúa nhưng lại không để lẽ thật của lời Chúa biến đổi đời sống mình, thì cũng giống như là cái người đứng trước gương như vậy. Người này đến với lời Chúa, người này thấy được rằng ô, mình cần phải tha thứ cho những người lân cận mình, mình cần phải ăn năn, mình cần phải từ bỏ cái cách sống gọi là hâm hẩm của mình. Người này cần phải từ bỏ những cái thói quen trụy lạc, những cái thói gọi là những cái cuộc ăn chơi thác loạn của mình, và người này cần phải từ bỏ những cái thói quen không lành mạnh của mình. Nhưng mà rồi mặc dù thấy được những cái nhu cầu đó, nhưng mà người này chọn bỏ đi và tiếp tục sống một đời sống cũ với lại những cái thói quen, với lại những cái tội lỗi, những cái tật xấu vừa rồi. Thì chúng ta thấy được rằng cái điều đó chắc chắn sẽ gây đến những cái nan đề, những cái sự gọi là hậu quả rất là tệ hại, thảm hại cho đời sống của người đó, nếu như người đó cứ sống một đời sống không biến đổi bởi lời của Chúa, mặc dù đã nghe, đã thích, đã cảm thấy lời Chúa là tuyệt vời, nhưng mà lại không sống theo những gì mình đã nghe. Và chúng ta thấy được rằng đó là những điều mà sứ đồ Gia Cơ thuyết phục chúng ta trong cái việc chúng ta nghe và làm theo lời Chúa. Có thể quý vị sẽ nghĩ một điều như vậy: ô, cái việc đứng trước cái gương, thấy cái khuyết điểm của mình, thấy mình cần phải trang điểm, thấy mình cần phải làm đẹp lên. Nhưng mà xin thưa rằng cái việc chúng ta muốn làm đẹp với lại cái việc chúng ta biết làm đẹp thì đó là hai cái việc khác nhau hoàn toàn. Tôi muốn được trở nên một người tốt lành ở trong thuộc linh, tôi muốn trở thành một người làm theo lời Chúa, nhưng mà tôi thấy thật sự nó khó quá, tôi không biết cách làm theo lời Chúa là như thế nào. Và dường như biết được cái nhu cầu này, biết được cái gọi là cái tâm tư, cái thắc mắc này của chúng ta, cho nên Đức Thánh Linh đã cảm động sứ đồ Gia Cơ viết cho chúng ta câu số 25 là phần cho chúng ta thấy được gọi là cái cách là, hay là cái gọi là cái công thức, hay là cái cách thức, hay là cái bí quyết để cho chúng ta làm theo lời Chúa một cách dễ dàng hơn. Tôi xin phép được đọc câu số 25. Nhưng người nào xem xét kỹ càng luật pháp toàn hảo này, là luật pháp đem lại sự tự do và bền tâm suy xét, không phải chỉ nghe rồi quên đi, nhưng thực hành luật đó thì sẽ được phước trong công việc mình. Trong cái phần này, sứ đồ Gia Cơ đưa ra cho chúng ta một cái giáo trình về cái bộ môn, đó là nếu mà chúng ta từng học cái môn này từ một sư hùng, chúng ta sẽ rất là cảm thấy rất là quen thuộc.
đó là bộ môn tuyên đạo pháp hay là học kinh thánh một, hay là nghiên cứu kinh thánh một cách cá nhân, chúng ta sẽ biết cái trình tự hay là cái thứ tự này. Cái thứ tự đầu tiên hay là cái bước đầu tiên á, chúng ta nên nhớ đây là một cái trình tự, một cái thứ tự. Chúng ta không thể nào đi nhảy vào bước 2 hay là nhảy vào bước 3 để mà bắt đầu. Chúng ta phải bắt đầu từ bước thứ nhất. Bước thứ nhất đó chính là sự quan sát. Ở trong cái môn tuyên đạo pháp thì gọi là quan sát. Nhưng mà ở đây sứ đồ Gia Cơ ghi lại rằng hãy xem xét kỹ càng luật pháp toàn hảo này. Bước thứ hai gọi là bước giải nghĩa. Thì trong này nói rằng chúng ta hãy bền tâm suy xét, có nghĩa là suy nghĩ tìm ra cái ý nghĩa của cái phân đoạn kinh thánh mà chúng ta học. Và cái bước thứ ba đó chính là cái bước áp dụng hay là thực hành luật đó. Vì buổi sáng ngày hôm nay không có thời gian cho nên tôi xin đi phép và cho nên tôi xin có gọi là đi vào cái phần chi tiết ở trong cái bước một mà thôi. Và tôi tin rằng nó cũng sẽ giúp đỡ chúng ta rất là nhiều. Nếu chúng ta muốn đi vào những cái bước 2, cái bước 3 một cách rõ ràng hơn thì xin là hẹn quý vị vào những cái dịp sau. Cái bước đầu tiên đó là cái bước quan sát, là cái bước mà chúng ta gọi là tìm cái câu trả lời cho cái câu hỏi đó là chúng ta thấy gì trong lời Chúa. Và vua David cầu nguyện ở trong Thi Thiên 119 câu số 18, ông cầu nguyện như thế này: xin Chúa mở mắt con để con thấy sự kỳ diệu trong luật pháp của Chúa. Ở đây vua David nhận biết được rằng trong luật pháp của Chúa có sự kỳ diệu, trong lời của Chúa có sự kỳ diệu, nhưng để thấy được cái sự kỳ diệu đó, ông cần được Chúa mở mắt ra. Chúa ban chúng ta ai nấy cũng đều có mắt hết trơn á. Vua David thực tế là không có bị mù, nhưng mà ở đây ông đang nói rằng xin Chúa mở con mắt tâm linh của ông ra để nhận thấy được cái sự diệu kỳ ở trong lời của Chúa. Như vậy cái bước đầu tiên để chúng ta thấy được những cái điều diệu kỳ ở trong lời Chúa đó là chúng ta cầu nguyện, chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta có thể có gọi là được mở ra cái con mắt lòng của chúng ta, con mắt tâm linh của chúng ta để chúng ta thấy được lời Chúa nói gì. Và một trong những cái cách học kinh thánh hiệu quả nhất đó chính là chúng ta đặt ra 6 câu hỏi. Một sư hùng có chia sẻ với tôi cái, gọi là một sư hùng có dạy tôi cái phần này và tôi cảm thấy rằng nó là rất là hữu ích và tôi muốn chia sẻ lại với lại gia đình hội thánh. Không phải 6 câu hỏi mà là chỉ 5 câu hỏi thôi, tại vì không có thời gian. Cho nên cái câu hỏi đầu tiên mà chúng ta khi đến với lời Chúa hay là đến với bất kỳ cái phân đoạn kinh thánh nào, chúng ta nên đặt cái câu hỏi đó chính là ai? Cái phân đoạn kinh thánh mà chúng ta vừa đọc á, nói về ai? Và những gì họ đã nói ở trong cái phân đoạn kinh thánh đó? Chúng ta hỏi những câu hỏi như vậy, hỏi 2 câu hỏi như vậy. Và cái câu hỏi thứ hai đó chính là cái gì? Cái gì đã được xảy ra ở trong cái phân đoạn kinh thánh này? Cái gì đã được, gọi là điều gì đã được xảy ra và điều gì đã xảy ra cho cái nhân vật ở trong cái phân đoạn kinh thánh này? Đó là câu hỏi thứ hai. Và câu hỏi thứ ba đó chính là ở đâu hay là tại đâu điều này được xảy ra, tại đâu? Tuần rồi á thì tôi có vinh dự được học lời Chúa, học cho trường Chủ nhật chung với lại nhóm Trung Trắng Niên cùng với lại nhóm gia đình trẻ ở trong cái gọi là giáo trình hành trình về xứ hứa. Thì chúng tôi đang học ở bài số 2 nói về việc dời cư lên Ai Cập. Thì ở trong cái phần chúng tôi học có một cái địa danh tên là Gosen. Và khi mà chúng tôi học đó, thì trong cái giáo trình nó có đưa ra một cái câu hỏi là như vậy, đó là tại sao lại chọn cái xứ Gosen mà không phải là bất kỳ cái xứ nào khác. Thì ở đây chúng ta thấy là địa danh nó cũng có một ý nghĩa rất là quan trọng, rất là nhất định. Thì sau khi thảo luận với lại các cô và các anh chị đó, thì chúng tôi có 3 cái câu trả lời lý do mà Joseph chọn cái xứ Gosen để làm cái nơi định cư tại Ai Cập. Lý do thứ nhất đó chính là Gosen là một cái nơi có nhiều đồng cỏ xanh tươi và cái việc này thuận tiện cho cái việc chăn nuôi của người Israel. Lý do thứ hai là bởi vì Gosen rất là cách xa hay là tách biệt so với lại cái trung tâm của Ai Cập. Và Joseph biết được rằng trung tâm của Ai Cập hay là Ai Cập là một cái quốc gia thờ đa thần, thờ rất là nhiều hình tượng. Và cái điều đó là cái điều không tốt cho dân tộc của mình, không tốt cho người nhà của mình. Bởi vì Joseph không muốn người nhà của mình thờ hình tượng, chỉ thờ một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Cho nên ông chọn xứ Gosen. Và cái lý do thứ ba nữa đó chính là Gosen là cái địa điểm rất là thích hợp cho việc xuất hành hay là việc ra khỏi xứ Ai Cập. Đó là cái điều tuyệt vời khi mà chúng ta hỏi cái câu hỏi đó là ở đâu, điều này được xảy ra ở đâu. Và cái câu hỏi kế tiếp đó là khi nào, điều này được xảy ra khi nào.
Khi chúng ta đọc rất là nhiều sách, hay là bốn sách tinh lành đầu tiên của Tân Ước á, thì chúng ta thấy được rằng câu chuyện về Chúa Giêsu thường thức dậy vào lúc rạng sáng hay là tờ mờ sáng để mà cầu nguyện á. Thì chúng ta đọc như vậy, chúng ta thấy tại sao Kinh Thánh phải ghi rõ ràng là lúc tờ mờ sáng, cái việc cầu nguyện của Chúa được xảy ra lúc tờ mờ sáng như vậy. Thì nếu chúng ta biết á, là cái chức vụ của Chúa Giêsu là chức vụ công khai và rất là bận rộn. Chúa thường bị đoàn dân đông vây quanh, hay là và họ không muốn để Chúa rời xa họ, họ chỉ muốn gọi là nghe Chúa giảng, thấy Chúa làm phép lạ, hay là thấy Chúa chữa lành cho đời sống của họ mà thôi, và họ không để Chúa có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng mà mặc dù là một ngày làm việc gọi là dày đặc và bận rộn như vậy, nhưng mà Chúa Giêsu vẫn dậy sớm cầu nguyện. Điều này bày tỏ một ý nghĩa rất là đặc biệt, đó chính là cho dù có mệt mỏi, cho dù có bận rộn như vậy, nhưng mà Chúa Giêsu vẫn dậy sớm, bởi vì Chúa Giêsu biết rằng cái thời gian đó là cái thời gian Chúa Giêsu không bị quấy rầy bởi đoàn dân đông, bởi người Pharisee, bởi các người khác, để Chúa có thể dành thời gian đó tương giao với Đức Chúa Trời. Như vậy, cái thời gian ở trong Kinh Thánh nó rất là quan trọng. Và cái câu hỏi cuối cùng là cái câu hỏi tại sao? Tại sao khi chúng ta đọc cái phân đoạn Kinh Thánh á, chúng ta hãy đặt ra cái câu hỏi đó là tại sao cái điều này được xảy ra ở trong Kinh Thánh, hay là được ghi lại trong Kinh Thánh? Tại sao người này lại nói như vậy? Tại sao người kia lại nói như vậy? Và người này thì lại không nói gì cả? Và chúng ta đọc sách Tin Lành Giăng á, chúng ta sẽ thấy được rằng ở trong đoạn số 20, câu số 30 thì sứ đồ Giăng ghi như thế này, đó là Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác không được ghi chép trong sách này. Thì khi mà đọc tới đây á, thì tôi hỏi, ủa tại sao lại không được ghi chép trong sách này? Và tại sao thì, mà chúng ta biết á, là sách Tin Lành Giăng chỉ được ghi lại 7 cái dấu lạ hay là 7 cái phép lạ mà Chúa Giêsu đã làm mà thôi. Mặc dù sứ đồ Giăng ghi rõ ràng rằng có rất là nhiều phép lạ, nhưng mà chỉ có chọn 7 phép lạ để mà ghi lại mà thôi. Thì câu 31 trả lời cho chúng ta biết, đó chính là sứ đồ Giăng nói như thế này, đó chính là nhưng những việc này được ghi lại để anh em tin Chúa Giêsu là Đấng Christ, là con của Đức Chúa Trời, và để anh em tin như vậy thì anh em nhận được sự sống. Như vậy, cái mục đích hay là cái lý do mà sứ đồ Giăng ghi lại 7 phép lạ ở trong sách Tin Lành Giăng là bởi cớ cho chúng ta tin nơi Đức Chúa Giêsu, và qua đó chúng ta có sự sống. Chúng ta thấy được rằng qua việc chúng ta hỏi 5 câu hỏi vừa rồi, chúng ta sẽ nhận được rất là nhiều thông tin, và đó là cái phần quan sát. Và cái phần thứ hai đó chính là cái phần giải nghĩa. Và David viết ở trong Thi Thiên 119 câu số 34, ông viết, ông cầu nguyện như thế này: Xin Chúa ban cho con sự thông sáng, bản dịch tiếng Anh ghi là understanding, có nghĩa là sự thông hiểu, để con vâng giữ và hết lòng tuân theo luật pháp của Ngài. Như vậy, David nhận thức được rằng để làm theo luật pháp của Chúa, để vâng giữ hay là để tuân theo luật pháp của Chúa, thì ông cần phải hiểu được lời Chúa. Ông muốn chia sẻ với chúng ta rằng thể ông càng hiểu nhiều chừng nào thì ông càng dễ làm theo lời Chúa nhiều chừng nấy. Và ông cho chúng ta một cái chìa khóa, đó chính là cái sự thông hiểu này nó không có đến từ cái xác thịt hay là cái tâm trí riêng của ông, nhưng mà nó được ban cho từ Đức Chúa Trời. Như vậy, lại một lần nữa, ông khuyên chúng ta nên cầu nguyện để có sự thông hiểu khi chúng ta đến với lời của Chúa. Và để có một cái gọi là cái quá trình giải nghĩa hợp lý, đúng đắn, thì chúng ta cần phải có những cái thông tin chính xác, cần phải có những cái dữ kiện chính xác. Và để có những cái thông tin, những cái dữ kiện chính xác á, thì chúng ta quay lại với bước đầu tiên, đó chính là chúng ta cần phải dành thời gian đầu tư cho cái quá trình quan sát lời Chúa. Chúng ta xem lời Chúa đã nói gì, và chúng ta ghi chú lại, chúng ta tập hợp những cái thông tin đó lại như là một trò chơi ghép hình. Chúng ta ghép những cái dữ liệu, những cái thông tin đó lại để chúng ta thấy được một cái bức tranh lớn, và qua đó chúng ta hiểu được cái ý nghĩa của bức tranh lớn hay là của cái phân đoạn Kinh Thánh vừa rồi chúng ta đã đọc. Đó là bước thứ hai. Và bước thứ ba đó chính là bước áp dụng. Và chúng ta nên biết một điều này, đó chính là lời Chúa không phải được ghi chép lại để thỏa mãn cái nhu cầu tìm hiểu hay là cái nhu cầu hiểu biết của chúng ta, nhưng mà lời Chúa được ghi chép lại nhằm để biến đổi đời sống của chúng ta. Sứ đồ Gia Cơ cho chúng ta biết được rằng lời Chúa
có năng quyền khiến chúng ta tự do ra khỏi tội lỗi, tự do ra khỏi những cái thói quen xấu, những cái thói quen không lành mạnh trên đời sống của chúng ta. Như vậy, để nắm chặt lấy lời Chúa hay là để gọi là được biến đổi theo lời Chúa, chúng ta cần phải đến với lời Chúa, dành thời gian quan sát, tìm hiểu được ý nghĩa của lời Chúa và sau đó thực hành lời Chúa, thì sau đó đời sống của chúng ta sẽ nhận được sự biến đổi, sự cải thiện để trở nên hoàn thiện giống như Chúa Giêsu. Và chúng ta sẽ đi đến phần cuối cùng, đó chính là ích lợi của việc nghe và làm theo lời Chúa. Ích lợi đầu tiên đó chính là nó cải thiện hay là nó hoàn thiện, nó làm cho con người bên trong của chúng ta được tốt đẹp, được tươi đẹp hơn. Và ích lợi thứ hai đó chính là nó khiến cho linh hồn của chúng ta được cứu chuộc. Ở trong câu số 21, phần cuối cùng là lời có thể cứu chuộc được linh hồn anh em. Nếu như chúng ta tin cậy lời đó, chúng ta tiếp nhận lời đó, chúng ta làm theo lời đó, thì lời của Chúa sẽ cứu chuộc đời sống của chúng ta. Và cái ích lợi thứ ba nữa đó chính là ích lợi mà tôi tin rằng tất cả chúng ta ở đây ai cũng thích cái ích lợi này. Ở trong cái phần cuối của câu số 25, thì sẽ được phước trong công việc mình. Để được phước trong công việc mình, chúng ta cần phải nghe lời Chúa và làm theo lời Chúa. Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều muốn có một năm mới đầy phước hạnh, đầy thành công và thịnh vượng. Thì lời Chúa cho chúng ta biết được rằng để có phước hạnh, để có thành công và thịnh vượng, chúng ta hãy dành thời gian quan sát hay là suy xét lời Chúa, dành thời gian suy ngẫm hay là tìm hiểu ý nghĩa của lời Chúa, dành thời gian ra để thực hành, để áp dụng lời của Chúa. Qua đó, đời sống của chúng ta sẽ được biến đổi, sẽ được trở nên phước hạnh, sẽ được trở nên thành công và thịnh vượng theo như ý muốn của Đức Chúa Trời. Tôi cầu nguyện rằng chúng ta sẽ có một năm mới đầy phước hạnh, đầy thành công và thịnh vượng. Và xin mời gia đình Chúa Thánh chúng ta cùng nhau đứng lên. Tôi sẽ phép được cầu nguyện. Kính lạy ba ngôi Đức Chúa Trời yêu thương của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì buổi sáng tốt lành hôm nay. Chúng con cảm ơn Chúa vì sự bảo vệ, sự quan phòng, sự gìn giữ đời sống của chúng con bằng chính huyết báu của Ngài. Và chúng con cảm ơn Chúa bởi vì sứ điệp của Chúa, bởi vì lời của Chúa nhắc nhở chúng con rằng khi chúng con đến với lời Chúa, khi chúng con nghe, có cơ hội nghe được lời Chúa, thì lòng của chúng con chớ có cứng, nhưng mà hãy mở lòng ra, nhận thức và đón nhận lời Chúa vào lòng của chúng con, để hầu cho lời đó biến đổi đời sống của chúng con, và lời đó thêm sức cho chúng con, để chúng con vừa muốn vừa làm theo ý muốn tốt lành của Ngài. Đó chính là lời của Ngài, Thưa Cha yêu dấu của chúng con. Và như lời Ngài đã hứa, khi chúng con làm theo lời Chúa, thì Chúa Ngài khiến cho đời sống của chúng con được biến đổi. Ngài khiến cho đời sống của chúng con được tự do. Ngài khiến cho đời sống của chúng con được cứu chuộc. Và đặc biệt hơn hết, Chúa Ngài muốn cho chúng con có một đời sống phước hạnh và thịnh vượng và thành công. Xin Chúa Ngài thêm sức cho chúng con, giúp đỡ để chúng con yêu thích lời Chúa, không chỉ lấy nghe làm đủ, nhưng mà chúng con còn làm theo lời của Ngài nữa, Thưa Cha yêu dấu của chúng con. Con cầu nguyện rằng sự bình an của Chúa, sự phước hạnh của Chúa luôn ở cùng với chúng con. Đặc biệt hơn hết, chúng con cần sự dẫn dắt của chính Thánh Linh Ngài trong một năm mới này, Thưa Cha yêu dấu ơi. Chúng con cần Chúa nhắc nhở chúng con khi chúng con lơ là, khi chúng con xa rời với lời của Ngài. Chúng con cần Chúa Ngài kéo chúng con lại khi chúng con quá bận rộn với công việc của đời này. Chúng con cần Chúa Ngài khích lệ, động viên chúng con khi chúng con, ôi Chúa ơi, chỉ nghe mà không làm theo lời Chúa. Chúa ơi, xin nhắc nhở chúng con rằng chúng con cần phải làm theo lời Ngài nữa. Chúng con không chỉ lấy nghe làm đủ cho đời sống của chúng con mà thôi, nhưng mà chúng con cần phải thực hiện, áp dụng những gì chúng con đã nghe, những lẽ thật chúng con cảm thấy ham thích khi nghe những điều đó, thì chúng con cũng làm theo điều đó. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Nguyện lời Chúa được mở ra cho chúng con, nguyện lời Chúa được bày tỏ ra cho chúng con, và chúng con tìm thấy niềm vui thích, vui hưởng ở trong việc làm theo lời Chúa. Chúng con ngợi khen Ngài. Xin Chúa Ngài ban phước cho gia đình Hội Thánh Chúa cũng như là quý con cái của Ngài một tuần lễ mới đầy sự bình an, đầy sự an ninh, đầy sự phước hạnh. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
hình chương phước cho gia đình.